Xin chào quý khán giả và bà con nông dân. Thưa bà con, trong 24 giờ qua, do ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường mạnh, sau có cường độ ổn định nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày có mưa vài nơi. Khu vực các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, có nơi mưa vừa mưa to. Hiện nay thì lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định. Thời tiết các khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, trời rét có nơi rét đậm rét hại. Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa. Ở phía Bắc trời rét, các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía Nam, lưới áp cao lạnh lục địa này với hoạt động của đới gió Đông Bắc có cường độ mạnh. Không khí lạnh làm cho nhiệt độ nhiều nơi thuộc khu vực phía Nam giảm nhẹ, vùng ven biển có mưa rào rải rác. Từ ngày 25 thì áp cao lạnh suy yếu và di chuyển ra phía Đông. Riêng các tỉnh Bắc Bộ ngày 26, ngày 27 còn chịu ảnh hưởng kết hợp của dòng xiết gió Tây trên cao. Sau đây mời bà con theo dõi dự báo thời tiết trên các vùng đêm nay và ngày mai. Các tỉnh Tây Bắc trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 11 đến 14 độ, có nơi là từ 8 đến 10 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 17 cho đến 20 độ. Độ ẩm là từ 70 cho đến 100%. Ở phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất là từ 11 cho đến 14 độ, ở vùng núi có nơi từ 7 đến 9 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 16 đến 19 độ và độ ẩm là từ 60 đến 70%. Khu vực đồng bằng sông Hồng trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 13 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 17 đến 19 độ và độ ẩm là từ 60 đến 70%. Thưa bà con, với việc lồng ghép chương trình nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp, huyện Việt Yên được đánh giá là điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh Bắc Giang với chương trình sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Theo đó thì huyện sẽ triển khai mô hình phát triển 4 cây 3 con, bao gồm cây lúa chất lượng cao, cây hoa, rau chế biến, lạc và chăn nuôi lợn, gia cầm, cá. Trong vụ mùa vừa qua thì diện tích lúa chất lượng cao QR1 của huyện Việt Yên đã đạt 700 ha và dự kiến trong năm tới sẽ tăng lên 1.000 ha trên 6.200 ha đất canh tác. Dù số vốn đầu tư không lớn, nhưng những kết quả đạt được trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở Việt Yên được coi là điểm sáng của Bắc Giang. Tuy nhiên, theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên, việc xây dựng nông thôn mới hiện cũng gặp một số khó khăn. Ngay ở cơ chế thực hiện hỗ trợ 6 xã điểm xây dựng nông thôn mới bằng xi măng trị giá 500 triệu đồng một xã, sau khi triển khai đã phát sinh những bất cập. Do một số xã đã hoàn thành tiêu chí về kênh mương máng và đường giao thông dẫn đến không sử dụng hết vật liệu, trong khi các tiêu chí khác lại thiếu kinh phí thực hiện. Ngoài ra thì hiện vốn đối ứng còn thấp, huy động xã hội hóa của huyện còn gặp nhiều khó khăn, trong khi đó thì kinh phí của Trung ương và tỉnh cũng rất thấp, giải ngân lại chậm. Như năm 2012 vừa qua, phải tới cuối tháng 7 mới giải ngân, dẫn tới gây bị động cho các kế hoạch của địa phương. Chuyển sang thời tiết khu vực từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, ở phía Bắc có mưa vài nơi, ở phía Nam ngày có mưa, có nơi mưa vừa, đêm có mưa rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất là từ 13 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 16 đến 19 độ và độ ẩm là từ 80 cho đến 90%. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời nhiều mây, ở phía Bắc ngày có mưa, có nơi mưa vừa, đêm có mưa rải rác. Ở phía Nam có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất là từ 19 cho đến 22 độ, ở phía Nam là từ 23 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 23 đến 26 độ, ở phía Nam là từ 27 đến 30 độ và độ ẩm là từ 70 đến 80%. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 17 cho đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 25 đến 28 độ và độ ẩm là từ 60 đến 70%. Thưa quý vị và bà con, báo cáo của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lâm Đồng cho biết, trong năm 2012, cả tỉnh có thêm 2.166 ha đất canh tác nông nghiệp được tưới nước từ các công trình thủy lợi mới đưa vào sử dụng. Như vậy, tổng diện tích đất nông nghiệp được tưới nước của toàn tỉnh đã tăng lên 118.000 ha. Cũng theo báo cáo này, thì trong năm 2012, Lâm Đồng có thêm 10 công trình thủy lợi được đưa vào sử dụng. Như vậy, hiện Lâm Đồng đã có 602 công trình thủy lợi có khả năng tưới tiêu cho khoảng 1/3 diện tích đất canh tác nông nghiệp toàn tỉnh, gồm có 223 hồ chứa, 284 đập dâng, 20 trạm bơm và 75 công trình khác. Chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 33 độ và độ ẩm là từ 60 đến 70%. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết nông vụ của kênh VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin thời tiết tiếp theo của chúng tôi.